Hữu Thắng. Lại là một tình huống ra chân, đó là một siêu phẩm được tạo ra. Một tình huống ghi bàn quá bất ngờ đến từ cầu thủ mang áo số 14 bên phía đội bóng An Phát. Một cú ra chân với một lực rất tốt và với một quỹ đạo bóng khó đoán, không hề có được một tình huống chạm đầu thành công, nhưng đây là cơ hội dành cho đội bóng áo đỏ. Qua người rất tốt, tả bóng xuống đáy. Một tình huống phối hợp có thể nói là như đã tập đến từ cầu thủ bên phía Tivet. Người phải có công đầu ở trong tình huống vừa rồi đó là Nam CRD. Một tình huống dê bóng quá hay đến từ đội trưởng bên phía đội bóng Tivet. Bóng tiếp tục đến vị trí của công tránh. Qua người rất tốt, Hữu Thắng ra chân và đã có được bàn thắng thứ hai dành cho An Phát. Lại là một tình huống dứt điểm đến từ số 14 bên phía đội bóng An Phát. Dường như các đội bên phía Tivet họ đã có được bàn thắng san bằng cách biệt ngay sau đó. Chúng ta có thể nhìn lại được bàn thắng san bằng cách biệt này. Và lần này thì Nam CRD là người lên tiếng để đưa trận đấu này tiếp tục một lần nữa trở về vạch xuất phát. Đi bóng tốc độ để có thể đưa ra một tình huống can ngăn vào phía trong. Ngọc Chiến, những tình huống đảo chân quen thuộc, ra chân. Tiếp tục lại là bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía An Phát. Lần này sau rất nhiều những tình huống cố gắng đưa ra cú dứt điểm từ xa, thì lần này Ngọc Chiến đã có được cho mình bàn thắng để có thể mở ra được một nhiều cơ hội hơn dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng An Phát. Và vừa rồi là một tình huống đánh đầu ngược thành công đến từ Trường Béo. Những tình huống dứt điểm thực sự là vô cùng bất ngờ đến từ các cầu thủ bên phía An Phát. Một màu áo quen thuộc đó là áo hồng, quần đen, bảo vệ cầu gôn bên phía tay trái quý vị các bạn ở trong hiệp đấu đầu tiên này. Một trận đấu được rất nhiều sự quan tâm. Và ở trong đây là cơ hội dành cho Thị Trấn. Bàn thắng mở tỷ số dành cho Thị Trấn đến với rất sớm. Mới giây thứ 40 thôi, các cầu thủ bên phía Thị Trấn họ đã có được bàn thắng mở tỷ số ở trong trận đấu này rồi. Khả năng rất cao sẽ là một tình huống chuyền bóng của Cường Em trả ngược lại ra chân. Ý đồ bị bắt bài mất rồi. Như vậy vẫn có được bàn thắng dành cho các đội bên phía Thị Trấn. Quá bất ngờ. Tưởng chừng như cơ hội ngon ăn trôi qua với các đội bên phía Thị Trấn nhưng không. Hữu Khang xuất hiện và ngay lập tức là một tình huống vô lề. Các đội bên phía BR gặp khó khăn. Một tình huống phối hợp bàn đập rất hay đến từ các đội bên phía BR. Đây là cơ hội lên bóng ra chân. Bàn đá rút ngắn cách biệt dành cho các đội bên phía BR. Đó là những gì mà chúng ta có thể trông chờ. Một tình huống phối hợp ngay từ phần sân nhà để có thể tạo ra được bàn thắng dành cho BR. Lại là một cái tên quen thuộc đang đứng trước bóng, đó là Cường Em. Phía ngoài tiếp tục lại là Hữu Khang. Và chúng ta cùng chờ đợi đến pha phối hợp này của các cầu thủ bên phía đội bóng FC Thị Trấn. Một tình huống chuyền bóng của Cường Em, bàn thắng thứ ba dành cho đội bóng FC Thị Trấn. Quá tinh quái. Một tình huống phối hợp đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng FC Thị Trấn. Quá tinh quái với pha bóng vừa rồi. Cường Em là một người đưa ra đường kiến tạo dành cho cầu thủ mang áo số 7 Quang Vinh. Cường Em là người đang đứng trước bóng và lần này phía ngoài có sự xuất hiện của Huy Thái. Cú dứt điểm của Cường Em quá hay. Một màn trình diễn tuyệt vời đến từ cái tên Cường Em. Nói gì đi với pha làm bàn vừa rồi của Cường Em. Một siêu phẩm và khiến cho đội bóng bên phía BR chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn mà thôi. Luôn tìm ra được những khoảng trống để tung ra được những cú dứt điểm. Đó là số 7 bên phía đội bóng FC Đại Bác. Và vừa rồi khi chúng tôi vừa nhắc tên số 7 thì ngay lập tức Trường Đen đã trừng phạt sai lầm bên phía đội bóng FC Cầu Quan. Quang Huy đã tung ra một cú sút cũng rất căng rồi. Đây sẽ là goal! 1-0! Văn Tuấn là người tung người đánh đầu trong tình huống vừa rồi. Một thế trận đang tạo ra cho bình luận viên Trọng Đạt một sự hứng khởi rất lớn. Bàn thắng thứ hai dành cho FC Đại Phát. Đại Phát. Đó là Bùi Nhật Linh. Một tình huống sút xa của Bùi Nhật Linh của đội bóng FC Đại Phát là rất cơ bản. Đây sẽ là lên bóng dành cho cầu quân. Sơn Cù Bà đã bị đánh bại. Và vừa rồi là Văn Tuấn với một cú sút từ rất xa. Một tình huống sút bóng của Văn Tuấn đã làm bất ngờ Sơn Cù Bà với những cú sút sấm sét. Những tình huống đây là cơ hội dành cho cầu quân.
Và hay. Rất hay. Ngay khi đội bóng FC Đại Phát có cơ hội dứt điểm thì sau đó cầu quan đã có một lời đáp trả. Trọng Đức vào. Không có một cơ hội cản phá nào dành cho Duy Tường ở tình huống vừa rồi. Như chúng tôi đã nói trước đó, Trọng Đức là một cầu thủ rất cá tính và đang có rất nhiều những dự đoán đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng FC Family. Một sai lầm của Đức Thành Thanh Nam và ngay lập tức thì Duy Lượng trừng phạt sai lầm đó bằng bàn thắng dành cho mình. Một tình huống bắt bóng không chính, một tình huống bắt bóng thực sự không tốt đến từ thủ môn bên phía đội bóng dưỡng sinh Minh Khôi. Đây là một cơ hội dành cho các đội bên phía Family ra chân. Bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Family. Người ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 7. Người ghi bàn đó là Ngọc Thành. Thì ở trang fanpage có một tiếp tục là một tình huống lên bóng dành cho cầu thủ bên phía Family. Bàn thắng thứ ba rồi. Bàn thắng thứ ba dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Family. Người ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 17 Dương Thành. Và khả năng rất cao thì các cầu thủ bên phía đội bóng dưỡng sinh Minh Khôi họ cần nhất lúc này đó là quãng nghỉ giữa hai hiệp. Và vừa rồi lại tiếp tục là bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Family. Người ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 8 Trọng Văn. Và TH Media Livestream họ đều mong muốn các cầu thủ bên phía đội bóng FC dưỡng sinh Minh Khôi họ có thể tạo ra được một hiệp đấu thứ hai xuất sắc hơn. Vừa rồi là bàn thắng của Nhất Minh. Bàn thắng thứ 5 được ghi dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Family. Có thể nói thì các cầu thủ bên phía dưỡng sinh Minh Khôi họ vỡ trận mất rồi. Họ vỡ trận ngay từ hiệp đấu đầu tiên. Và bây giờ khi mà hiệp đấu thứ hai mới bắt đầu được 2 phút. Một tình huống ngoặc bóng sang chân trái nhưng không phải là cú dứt điểm đưa bóng vào. Bóng vẫn còn, đây là cơ hội. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Man Utd. Người ghi bàn đó là Tân Bình của đội bóng Man Utd ở trong bờ giải đáp đẩy. Kim Quế. Kim Quế là người ghi bàn ở trong pha bóng vừa rồi. Mặc dù ở trong những phút đấu đầu tiên thì các cầu thủ bên phía đội bóng hợp tác xã là các cầu thủ bên phía tạo ra được nhiều cơ hội dứt điểm hơn. Nhưng cuối cùng thì đội bóng có được bàn thắng khai đồng đầy bế tắc lại là Man Utd. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì các cầu thủ bên phía đội bóng hợp tác xã họ đã có được bàn thắng san bằng cách biệt. Ngay sau khi mà các cầu thủ bên phía Man Utd họ có được bàn thắng dẫn trước không lâu thì Hải Hành, cầu thủ mang áo số 11, người tích cực dứt điểm nhất kể từ đầu trận đang giúp cho đội bóng hợp tác xã họ đưa bàn thắng. Lại là một tình huống treo bóng vào, đánh đầu. Đây là cơ hội. Tiếp tục là bàn thắng vừa lên dẫn trước đến từ các cầu thủ bên phía Man Utd. Một tình huống phối hợp trên không tốt đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng áo sọc trắng đỏ. Một pha phối hợp trên không quá hay của các cầu thủ bên phía Man Utd. Và bàn thắng thứ hai, lần thứ hai ở trong trận đấu này mà các cầu thủ bên phía Man Utd họ vượt lên dẫn trước. Tình huống dứt điểm từ xa, đây là cơ hội. Bàn thắng thứ ba dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Man Utd. Sân trơn bóng ướt. Và trong pha bóng vừa rồi với một tình huống dứt điểm từ xa, bóng tuy không đủ độ căng nhưng lại có. Nhưng điều họ cần làm đó là có giữ được hay không mà thôi. Một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía hợp tác xã đưa bóng vào. Bàn đang rút ngắn cách biệt. Thì chúng tôi vừa mới nói cần phải có một sự tập trung thì ngay lập tức các cầu thủ bên phía đội bóng Man Utd để cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh họ khoan được lưới của mình. Bàn đang rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.